MD7. Thúy Hồng mời quý vị sở hữu bộ chống lão hóa của MD7. MD7. Chỉ sau một thời gian ngắn, Thúy Hồng thấy trẻ lại, mịn da và bớt nhăn. Đặc biệt là kem trị nám của công ty MD7 đã giúp Thúy Hồng có lại làn da trắng mịn, bớt nám mà không lo bị phản ứng phụ. Quý vị hãy cho mình một cơ hội dùng thử sản phẩm MD7. Hãy gọi ngay cho MD7 855-234-2333 hoặc online md-7.com.